lại với kênh YouTube Mai Vàng Channel nha. Thì mình đi siêu thị, mình mua được 1 kg sườn bò này các bạn. Thì hôm nay mình sẽ nấu cái món phở sườn bò nha các bạn. Thì đây là cái gói gia vị để nấu phở này các bạn. Mình nấu phở và cái gói gia vị này nó rất là thơm luôn các bạn. Cái gói mà sẵn các bạn bán trong siêu thị á. Đó đây nè, gia vị nấu phở bò Sài Gòn ha. Đó, là cái này là mình rang lên là mình mới nấu nha các bạn nè. Hoặc là cái gói gia vị phở này cũng được nè, nó có cái mấy cái hạt này nè, mới đúng là cái gói gia vị nấu phở chứ không phải là cái bột phở nha các bạn. Đó, đây ha. Còn đây là táo nha, táo đỏ để nấu cho nước nó ngọt nha. Còn đây là củ hành tây bỏ vô cho nó thơm ha. Thì bây giờ đó là mình sẽ đi rang cái này nha các bạn. Mình sẽ rang cái này lên trước để cho nó thơm, mình nguội cái mình bỏ vào cái túi nè, mình cho vào cái nồi nước á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi rang cái này xong rồi mình đi cắt cái sườn bò nha các bạn. Rồi mình cho cái gói gia vị này nè các bạn vào trong cái nồi á, vào trong cái chảo á, mình rang lên trước cho nó thơm nha các bạn. Trong cái gói này á, thì nó có cái túi nè, để hồi mình bỏ cái gia vị vào trong cái đó, bạn đổ ra bạn rang ha. Mình làm mình sẽ làm 2 gói cho nó thơm nha các bạn, tại mình nấu tới 1 kg sườn bò lận mà. Đầy đủ gia vị luôn, cái này mình rang lên xong rồi mình cho vào cái túi á, rồi để nguội á. Mình phải rang lên cho thơm nha các bạn, rồi mình mới cho vào cái túi, mình mới bỏ vào cái nồi phở. Rồi mình rang nó thơm rồi bạn, mình tắt lửa ha. Giờ mình cho nó vào cái hỗn hợp này vào cái túi, xong rồi mình cho vào trong cái nồi nước á, nó thơm lắm bạn. Đó, mình rang nó thơm lên này nè, mình bỏ vô trong cái nồi nước nó mới thơm nha các bạn. Đó. Đó, mình bỏ cái hỗn hợp này vào trong cái túi, mình cột quốc lại bạn. Thơm quá, mình rang lên nó thơm với mùi phở lắm các bạn. Cột rút cái bao này lại bạn, mình cột kỹ bạn, đừng cho để cho nó đổ ra nha. Đó. Cột kỹ lại đừng để cho nó đổ ra, rồi mình cho nó vào trong cái nồi phở, cái nồi nước các bạn mình nấu nha các bạn. Đó. Bạn cột kỹ lại. Cái gói để nấu phở mình rang xong mình cho vào đây các bạn. Bây giờ cái củ hành tây này nè, mình cắt ra, mình đừng có cắt ra, mình cắt vào 4 vậy nè, để hồi cái nó ra cái nước thơm nha các bạn. Đó, mình cắt vậy thôi nha các bạn, mình không có cắt xuống tới đây nha các bạn. Rồi mình sẽ cho cái này vào trong cái nồi nước nha các bạn. Đây cái nồi nước mình nấu nè bạn, mình đang nấu bạn, nó cũng sắp sôi rồi mà nó chưa sôi thì đó, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp này vào mình nấu cho thơm trước nha bạn. Củ hành tây nè. Đó. Rồi cái gói gia vị nấu phở nè, táo nè. Đó, bạn cho vào đây hết ha. Đó. Rồi để đây nấu sôi á, thì mình sẽ cho cái sườn vào nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi cắt cái sườn ra nha các bạn. Sẽ đi cắt cái sườn này ra thành cái miếng vừa ăn luôn nha các bạn. Đó. Thành cái cục vừa ăn luôn ha. Đó. Rồi mình cho vào trong cái nồi phở ha. Đó. Bạn cắt ra. Ủa, cắt ra đây hai cái cục xương sườn bò các bạn ha. Ủa,
Rồi bây giờ mình sẽ cho cái sườn bò này vào trong nồi các bạn, mình nấu luôn nha các bạn. Bây giờ nướng là nước của mình nó cũng sôi tim mình nè các bạn. Phở nãy mình cho vào trong cái nồi nè các bạn, táo nè, củ hành nè. Đó thì cái nước bây giờ nó cũng sôi tim rồi, mình cho nước sôi như thế này mình cho sườn bò vào nè, đừng có để cho nó sôi quá thì mình nấu cái sườn bò nó bị đỏ nha các bạn. Cho sườn bò vào nấu cho nó ngọt luôn nước nha. Rồi khi nào nó hết có bọt có thì sườn bò này thì nấu nhanh lắm các bạn, nó cũng mau mềm lắm nha các bạn, nó không có lâu, nó giống như sườn non heo thôi. Sườn bò này cũng giống như sườn non heo. Rồi mình để đây hết nó lên bọt có thì giờ mình sẽ hớt bọt cho cái nồi nước cái súp phở này của mình nó trong nha các bạn. Rồi cái nồi phở đó các bạn, cái nồi hầm đó, nước phở đó các bạn, đây nè, đây nước phở với cái gia vị phở mình hầm nãy giờ cũng 2 tiếng rồi các bạn. Cái sườn bò đó thì sườn bò bây giờ nó cũng mềm mình các bạn đó. Mình lấy đũa mình xôm các bạn, mình xôm cái này nè hả, cái sườn mà nó lủng, cái thịt mà nó lủng dễ dàng đó, là nó chín nha các bạn đó. Chín đó, chín mềm á. Rồi thì bây giờ á, hồi sáng giờ mình chưa có nêm nếm gì trong cái nước gia vị này nha các bạn, thì bây giờ mình sẽ nêm gia vị vào ha. Đó. Bữa bất kia mình đọc trên báo bạn, mình thấy có người bí quyết nêm gia vị phở bằng nước mắm gì đó, nhưng mà mình thì mình cũng không thích cái nước mắm vào trong cái phở nha các bạn, nên mình nêm muối nha các bạn. Đó. 1 muỗng cà phê muối vô nha. 1 ký sườn bò mình nấu với 3 lít nước á, thì nó cạn nước rồi, giờ nó còn khoảng 2,5 lít nha các bạn. Rồi rồi khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt nha các bạn. Rồi cho cái hộp đấy, cho cái này nó hòa tan thì mình nêm cái nước phở lại thì nó vừa ăn, thì bắt đầu mình sẽ ăn được nha các bạn, mình sẽ ăn được phở sườn bò nha các bạn. Hôm nay mình nấu phở sườn bò đó, đây một sườn đây đó, phở sườn bò thì phở thì mình mua được cái gói gia vị này thì nấu nó cũng đơn giản thôi, không có gì cầu kỳ nha các bạn. Rồi bây giờ mình nêm thử coi coi có vừa ăn chưa nha các bạn. Nó còn nhạt lắm, nó thiếu qua muối, mình sẽ cho thêm muối vào nha. Mình để đây cho nó vừa ăn rồi mình sẽ lấy ra mình chế nước phở vô trong cái bánh phở ăn nha các bạn. Rồi phở thì mình nấu bên kia xong các bạn, thì giờ là mình cho hành vào trong cái tô phở ha, hành tây ha. Phở thì phải có hành tây nó mới ngon nha các bạn. Rồi hành lá nha. Đó. Hành lá với ngò lý nha, phở thì hành nhiều nó mới ngon nha các bạn. Đó. Rồi cái đầu hành này thì mình cho vào trong cái nồi phở một hồi mình múc vào tô nha các bạn. Đó. Cái nồi nước súp phở bây giờ mình đã nấu xong, bạn giờ mình nêm lại quần nữa coi nó có vừa ăn không, rồi mình sẽ cho ra tô nha các bạn. Đó, cái nước nó rất là ngon luôn bạn, rất là thanh luôn bạn. Đó. Thấy không? Nước nó rất là thanh luôn ha. Rồi mình nêm lại một lần nữa nha. Rồi nó vừa ăn là nó vừa ăn rồi bạn, cái nước sườn của bạn nó ra rất là ngon luôn ha. Thì bây giờ mình sẽ cho phở ra tô, mình chuẩn bị ăn phở sườn bò nha các bạn. Đây cái tô này mình đã chuẩn bị xong rồi nè. Đó, thì bây giờ mình sẽ múc ra nha. Sườn bò lên. Đó, sườn bò này nó có cái gân gân là bạn ăn rất hấp dẫn ha. Đó. Chất lượng luôn nha các bạn. Đó. Đó, 2 cục sườn là nó muốn hết cái tô rồi, mình còn rau rồi nữa nha các bạn. Rồi giờ mình sẽ cho nước vào nha các bạn. Đây. Sẽ cho nước vào cái tô này nha các bạn. Nó cái đầu hành này nãy mình bỏ vào rồi nè các bạn. Nước nó rất là thơm luôn bạn. Đó, nước phở nè, bạn thấy nước phở mình nấu từ cái sườn bò bạn rất là ngon nha. Đó.
đậu hành nữa bạn. Đó, đậu hành lên nữa ha. Rất là ngon nha. Xong mình đã nấu xong cái phở sườn bò nữa bạn, giờ mình lấy qua đây mình review nha. Phở sườn bò mình đã nấu xong rồi nè các bạn, thì cái ăn kèm với cái phở thì các bạn nên, nhiều bạn cũng đã biết rồi ha, đây là tương đen với tương ớt ha, tương ớt ha, còn đây là rau quế ha, ngò gai ha, giá ha, ớt ha. Thì khi ăn thì mình sẽ nêm này vô, thì nhiều bạn ăn phở thì nó cũng không có xa lạ gì với người Việt Nam rồi, nó rất là quen thuộc ha. Thì mình cũng không mấy nha, nhưng mà hôm nay mình muốn review cái món phở sườn bò, nó rất là dễ nấu luôn các bạn. Thì để cho các bạn nào thấy, các bạn nào muốn ăn phở tự ở nhà thì các bạn có thể nấu cho mình, cho gia đình mình và phở ăn tại nhà nha các bạn, rất là ngon nha các bạn. Rồi thì phở sườn bò tới đây thì mình cũng đã nấu xong rồi, thôi mình kết thúc video ở đây nha. Rồi xin cảm ơn nha, xin chào và hẹn gặp lại các bạn các video tiếp theo hấp dẫn hơn nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn nhiều nha.